Tân Quý, thành phố Hình Chí Mô. Thành phố anh ơi. Trời trời Tươi. trời. Trời đất quỷ thần ơi. Không muốn chết. Alo mấy chị nha. Nãy like lộn chỗ mấy chị à. Like lộn chỗ mà like trên Facebook Quý Yêu mà mới cái chiếu mà. Trời ơi, còn tiếng lên hai ba đi luôn. Hello chị Hường. Trời lâu lắm mới gặp Huệ Nguyễn nha. Tổng giờ một tháng mấy rồi đó. Nay mặt đầm đẹp dữ ta hả? May mà vừa là chị tặng liền. Sớm vừa. Cổ tặng liền. À. Chế ngày nào cũng đẹp hết đó em, trừ những ngày xấu thôi. Nói chị mùa vốn. Chị đang làm mấy cái mã hàng để chạy sỉ. Để cho mày chạy sỉ hồi biết sai. Tao chạy mấy mã hàng mà ra ngàn đồ á, nắm rơm. Cho nên mày chuẩn bị tư tưởng lên lấy đồ về chụp chạy sỉ đi. Tao cho mày chạy sỉ luôn á. Đầm này xưởng may cho em mặc á mấy chị. Nó may sao vừa xích luôn. Trời ơi, nên bây giờ livestream mà nó cứ ba mẹ làm lá trắng cho nó, biết không? Biết nó làm lá trắng rồi nó đi quýnh lộn hay sao á. Cứ ba mẹ làm lá trắng không à. Giờ live muốn chết mẹ luôn mà cứ ba mẹ làm lá trắng. Không biết trắng rồi để nó đi quýnh lộn hay nó làm cái gì cũng không biết nữa. Trời ơi. Tắt hay không gì? Ừ. Tắt hay rồi đó. Ơi. Suốt đời cô. Coi tới coi lui không có đồ mặc đi, đi chơi luôn trời. Để mai cầm camera lên lầu sale bớt đồ mặc thôi. Tao sale luôn túi sách mày luôn á Lùng à. Mày đừng có nhìn tao nha Lùng. Tao nói rồi đó, mày đừng có ghẹo tao. Bấm nút chia sẻ để em lên hàng sale cho quý vị nha. Trời ơi, đặt mấy cái lô áo khoác nè. Em mấy chị ơi, em may cho mấy chị nguyên một cái bộ áo khoác từ trên này xuống. Cái đầm mà đầm chống nắng á mấy chị ạ. Em may cho mấy chị mấy trăm đầm chống nắng luôn. Trời ơi, mấy chị trúng mánh rồi. Trúng mánh rồi. Để từ từ coi thử ai đặt hàng gì nha. Giờ em 1 phút 30 giây mấy chị. Tú Trinh Hoàng 2 bộ, 1 bộ Chanel. Tú Trinh Hoàng. Không có dấu. Có biêu không? Có biêu. Tú Trinh Hoàng. Từ từ em phân tay cái bộ này lại cái nha. Không, Tú Trinh Hoàng. Tú Trinh Hoàng, Đồ Hoàng, Kinh Tú. Không, Tú Trinh Hoàng. Cà. Không, con cà. Tú Trinh Hoàng à, nó không phải nha. Tú Trinh Hoàng gì chưa phải. Tú Trinh Hoàng nghĩa là có Hoàng Kinh Tú. Hoàng Kinh Tú. Tú Trinh Hoàng. Hoàng Kinh Tú. Con cà. Giờ chút mấy chị tuần sau đi chơi hả? Nhớ mua quà cho tôi. Đầm đăng mặt không có bán chị. Đó. Chờ một chút nha, em kiếm tay cho chị này cái đã. Rồi mời. Chờ em chút chỉnh nha mấy chị, em lên bộ này cho. Cái son chị Hiền tặng màu đẹp. Em không dám tặng á chị Hiền. Em tặng em sợ mất lòng khách đó chứ. Bữa con biết. Con biết ca sĩ đó nó cho em mấy trăm cây son luôn á. Rồi bữa giờ em cho mà tại bữa trước có những chị nhận được nó bị gãy á. Chứ em ngại quá em không dám cho ai luôn á. Nè Tú Trinh Hoàng 2 bộ nè. Tú Trinh Hoàng 2 bộ 220 ngàn. Hello Tina Nguyễn. Đáng không? 2 bộ. 1 bộ. 44. Minh Hòa Vương. Từ từ nha. Em trảm cái bộ này cho khách cái hả? Minh Hồ Vương 2 bộ nè. Minh Hồ Vương 2 bộ. Dạ đặt hai áo ngực. Dạ để ngày mai đi chị, để em mở bill sau ra. Nó bị sót bill á. Minh Hồ Vương bộ 220, bộ 240. Chờ 1 phút mấy chị.
ai chờ người nơi ấy nhắn tin tôi chúc em sinh nhật vui vẻ vậy? Coi thử chờ người nơi ấy là ai à? Quá wow, đẹp trai mà mỏ dĩnh. Chờ hoài không thấy. Không, em nói là đẹp trai mỏ dĩnh chứ em đâu nói là em. Không, đẹp trai mà nó mỏ dĩnh nè. Hả, đẹp trai mà mỏ dĩnh có xong nữa. Đục mấy này đẹp trai mà mỏ dĩnh. Chị Loan có rồi nè nghe. Nghe cái sách cây vô liền. Từ từ nghe mấy chị nha. Hồng Nguyễn Thọ một bộ hai ịt nè. Nó tính dành được cuộc tình ba rọi của anh nữa. Ghê quá ông ơi. Thầy ơi hết bộ này rồi. Mấy lòng ơi, vô nhắn tin cho cô Hồng Nguyễn Thọ là hết bộ rồi. Mấy chị chờ em một phút nha. Đây đây con Hồng Nguyễn Thọ một bộ hơn quá. 220 em cũng nhận bị gãy luôn đó. Thì bởi vậy cho nên là ngại tặng mấy chị lắm. Hồng Nguyễn Thọ chờ em 1 phút 30 giây nha mấy chị nha. Nguyễn Thọ Hồng. Rồi còn ai nữa không? Ở đâu à? Một bộ Chanel. Với một bộ mi. Trời má chết rồi. Chết đó nào. Chết tới nơi rồi. Thu Phạm. Huỳnh Tấn Phát. Chết nữa. Phạm Bay nè. Một bộ. Chị chờ em một chút nha. Một phút thôi mấy chị. Một phút thôi. Phạm Bay hai bộ nè. Chưa chị Nguyễn Thu chưa có. Tại hồi bữa nó hết size 42 á. Bộ trắng đen dít dắt hả? Bộ trắng đen dít dắt đây á hả gái? Bộ này còn size X, size L với lại size. Bộ này còn 3 bộ L với lại một bộ nè. Em lên bộ này lại cho mấy chị nha. Em lên bộ này lại cho mấy chị coi giùm em nè. Bộ này còn size dưới 72kg thôi, dễ thương lắm. Áo không co giãn nha. Quần co giãn rất là nhiều, quần có bo chân thôi. Bộ này bán cho mấy chị với giá 240.000. Bộ này còn 3 bộ L và một bộ 2XL. Đây nha mấy chị nha. Đây chị nào chốt cái quần bo này chốt lên giùm em là nguyên một bộ. Nguyên một bộ này nha quý vị nha. Bộ này bán cho mấy chị 240.000. 240 mấy chị. Chị nào chưa chốt bộ này 240 chốt lên giùm em. Bộ này thì bây giờ chỉ còn size dưới 72kg thôi. Bộ này còn size dưới 72kg. Dưới 72kg bộ này Chanel. À, chị nào chốt Chanel kèm quần 220 chốt lên em Chanel. Bộ này hết trơn, tóm qua về nhiều lắm, bốn mấy bộ mà cũng hết sạch rồi. Bộ Chanel ha. Bộ đen 67kg nha. Bộ đen này họ giúp dắt á, họ danh Nguyễn Yên Ngọc. Bộ này phải không Yên Ngọc? Yên Ngọc là 240. Bây giờ chỉ còn một bộ 2X với lại hai bộ L thôi. Nắm rơm lấy hết đúng không? Lấy hết đúng không? Coi chân mày luôn nè. Đó, còn nhiêu bỏ cho tỷ đi con. Bộ Chanel này đẹp lắm Yên Ngọc ơi. Bộ Chanel này chị Yên có mấy màu lận. Chanel nè. Mã beo nè. Mã beo còn cưng hơn nữa. Đây mã beo. Mã beo còn cưng hơn nữa. Mã beo mặt trắng lắm. Đấy có rút ngực ở trước và là dây đây. Dây nè. Đấy. Bộ bi 90kg hết rồi. Tóm qua bộ này hết sạch. Cái này muốn là bữa nào lấy vải kia may lộn xộn may lại à. Đó Chanel. Hết trơn mấy chị à. Hết trơn hết trời luôn. Muốn nữa cũng có. Dạ có một bộ Dior này giống như vậy. Bộ Dior dây nhưng mà cũng dưới 72kg. Đó. Hết rồi còn có nhiêu đây à. Hết còn có nhiêu đây à. Còn đây là bộ dây tối hôm qua mới chụp hình nè. Bộ này cũng về tối hôm qua.
Nhưng mà hết trơn rồi mấy chị. Bộ này là mấy chị thấy là chân váy đúng không? Nhưng mà thực sự nó không phải chân váy, nó là váy quần. Ở trong nó là quần, ở ngoài nó có một cái lớp ren. Xinh không mấy chị, nhưng mà vải co giãn hết nha. Kèm với lại áo dây hai lớp. Kèm với lại áo dây hai lớp ha. Bộ này cũng 220. Bộ ren, bộ va ren cũng 220, dưới 72 kg nè. 100 kg nè. Và dưới 82 kg. Đó, chị nào chốt mấy bộ này thì chốt giùm em ha. Không chốt đưa ra nhà sau. Có bộ 90 kg nữa nha, bộ quần ren á. Bộ quần váy ren có bộ 90 kg nữa ha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một bộ ton nè. Em lên cho mấy chị bộ ton. Bộ ton nha mấy chị nha. Các mẹ thiếu hai bộ Thu Phạm biết sao đây nữa. Giờ vô cho mấy chị bộ ton này. Bộ ton này còn được vài bộ lẻ. Nhưng mà bộ ton này khoảng có size từ 60 tới 75 kg thôi nha. Đen của Ren Nguyễn là dưới 72 kg phải không Ren? Coi thử phải size L không con? Đúng. Rồi cái này của Yến Ngọc luôn nè. Cái bộ Ren này vải cực kỳ chắc Yến Ngọc. Cái bộ ren này mặc chỉ có từ sướng tới bị thương thôi. Chút nữa em còn 3 bộ ống rộng. Chút nữa em còn 220. Chút nữa em còn 3 bộ ống rộng size dưới 72 kg. Nhưng mà áo là áo yếm ở sau chi hơi bị sexy. Chút xíu em còn 3 bộ lẻ em sẽ sale cho mấy chị luôn. Còn bây giờ em sẽ sale bộ ton. Thật sự là bộ ton này em cũng chưa like nữa. Bộ ton này bán cho mấy chị 160 ngàn nha. Dưới 75 kg, chị nào 60-75 kg hút bộ ton đi. Bộ ton vải rất là đẹp. 75 kg mà đậm đậm người mặc cũng được nha. Đây bộ tôn này là vải không co giãn nhưng mà không rút. Đây cho mấy chị coi bộ tôn vải đẹp không. Ôi đây là cái lông vũ nha mấy chị. Đây là lông vũ chứ không phải lông tùm lum ha. Mấy chị coi giùm em bộ tôn nè. À dễ thương không. Đó rất là đẹp ha. Comment giùm em. Em đưa hết 3 bộ rồi mấy chị hãy chốt luôn nha. Bây giờ bán 150 ngàn đi mấy chị. Bộ tôn dễ thương lắm. Đây là bộ lông vũ nè. Bộ lông vũ này nha mấy chị nha. Rồi còn một bộ nữa là sọc caro. Chưa rồi chị. Trời ơi bộ ren đã. Bộ ren đã quá trời luôn. Cái bộ ren nó vải chị. Mấy chị cầm cái bộ ren đó. Mấy chị đi chợ khác mua vải mấy chị. Không bao giờ ôm. Đây là bộ caro nè mấy chị. Đây là bộ caro nha. Comment giùm em caro. Comment giùm em caro. Rồi đã ngồi đó nó mua lửa kìa. Đây là caro quý vị ơi. Caro và còn một mẫu nữa là bộ xanh. Bộ hoa văn xanh thì nhớ tặng cho em son với nha chị. Nói chung là sáng ngày mai đi bill là bill ai cũng có son. Coi thử đủ son không nha anh Bảy. Hên xui nha. Bill ai làm trước. Hên xui. Đây mấy chị ơi. Còn một mã cuối là mã hoa văn. Rồi bán sale cho mấy chị còn 150. Comment giùm em bộ ton ha. Đó. Bầu mặc được không? Bầu mà sai. Bầu mà size nhỏ nhỏ ký mặt cũng được thoải mái. Đây nè mấy chị bộ ton mà hoa văn xanh. Rồi chị nào chốt ton chốt lên giùm em ton nha. Ton mấy chị ơi. Bộ ton một là lông vũ, hai là lông cu quá lộn, hai là caro, ba là bộ xanh mấy chị. Ba bộ mấy chị ơi. Ba bộ ba mẫu nha. Chị nào chốt bộ gì thì chốt lên giùm em ba bộ ba mẫu. Ôi trời ơi đau mất tiêu quá rồi. Like gì 5 phút nữa mà không có khách là em nghỉ đó. Thì chớp lên mấy cô. Like gì mà 5 phút nữa cứ mấy chị cứ nín vậy là em nghĩ đó. Tại vì em lên hàng sale là phải giật lộn với em. Chứ em lên hàng mà một khi sale rồi mà em đi là em đi xưởng á mấy chị à. Thẹ. 80 kg thôi liễu rồi. 80 kg không có vừa. Dưới 75 kg mà chị đang bầu được 80 kg đừng mà. Hai là lông cu bà cái gì mà cu cu là bà chớp mau lắm. Nhỏ mà quỷ dễ sợ thiệt chứ. Rồi ai lấy gì không mấy chị? Tôn xanh Huế Đỗ. Tôn xanh Huế Đỗ. Huế Đỗ này là Huế Đỗ khách cũ của chị Yên phải không? Tôn xanh Huế Đỗ. Huế Đỗ 150 của Huế Đỗ nè. Thôi cái Huế Đỗ kia xả đi anh ơi. Cái Huế Đỗ mà không làm bill được thôi xả đi. Nhiều bộ gì? Trăm rưỡi
Trời ơi tôi muốn giết người tôi yêu. Đủ, đủ mấy con nhít kìa, con nhít kìa. Rồi bỏ đi mất tiêu tì à, trời ơi. Trời ơi mấy cô đâu rồi? Tao thọc hai bi dồn vô con cháu luôn nè. Trở tay không kịp. Tàu lao gớm lắm chứ không phải tàu lao dừa đâu. Mấy chị ơi, mấy chị có thấy em không mấy chị? Trời ơi Vũng Tàu nó nóng thế sợ luôn. Trời ơi nhà chị là coi như hai máy lạnh. Hai máy lạnh là bật 24 trên 24 đó. Đó ba bộ ba màu. Ba bộ ba màu của chị Hóc Môn nè. Đẩy ngoài khác vô. Tào lao hả vậy? Tào lao, tào lao. Tào lao, tào lao. Chị Hóc Môn luôn. Thôi nếu mà mấy chị mua vậy thì thôi nghỉ mấy chị. Nghỉ để đi xưởng. Vô chào mấy cô con. Vô chào mấy cô con. Mấy chị ơi, mấy chị mua gì chán quá. Mấy chị mua vậy là em nghỉ á, nghỉ thiệt á. Vậy em hỏi mấy chị lần nữa nè. Chưa kịp nói chạy mất tiêu. Anh yếu bóng vía lắm. Hôm ra đường mà mấy kia nó hù cướp vợ, cái cho cướp luôn rồi vậy á. Mấy mới lên nè. Yeah. Tao lao. Trời ơi con định làm giống kia chốt đơn không không ai chốt đơn. Nó định ngồi nó quăng chốt đơn thì cái đưa lên mấy chị em nói năng gì hết mấy chị. Chào chị Liêm Hạnh. Tối nay là sai từ 60 tới 75 ký á kìa anh. Tôi nói thiệt với mấy chị nha. Tôi là đứa thích nhật mặc những cái áo này nhất á. Mà tại mấy chị biết tại sao tôi đem ra tôi ấy không? Tại vì tôi làm biếng mặc áo vú mấy chị. Ha. À. Mày tôi nghỉ chơi bà luôn. Mày nghĩ cháu giùm ta cái ấy. Một ngày tụi má ta thấy mày đi vòng vòng ta. Hình như cái này nó may bị lỗi. Ừ. Không phải biết ngược nhưng mà nó may cái cổ bị lỗi. Bị lỗi tặng. Cái này may bị lỗi rồi, thôi quăng đi con. Đừng có đem lau nhà nha. Bộ tôn xanh của Kỳ Anh nè con, 150. Tôn xanh Kỳ Anh. Chị đừng có nói cái gì về em đẹp hết trơn á. Dạ hết tiền đi chơi bán cái áo sale cho mấy chị còn 180. Dạ 280 sale còn 180 mấy chị. Coi giùm tôi một cái nha. Áo này bà Liêm. Áo này bà Liêm Hạnh mặc rất là đẹp nè. Ha. Nè màu bò nè, khi mặc lên cái cổ sẽ như thế này nè. Hai cái yếm như thế này nè. Áo này chị nào dưới 80kg là mơn hốt. 65 đến 80kg nha. Trời ơi vải đẹp lắm, hàng Quảng Châu á mấy chị. Sale còn có 180.000 áo này à. À ai mấy cái bộ này má mặc đã lắm. Mấy cái bộ này má mặc rất là sướng. Mấy bộ này má mặc sướng lắm. Để xếp hai bộ này cho bà ngoại đi con. Xếp hai bộ. Ôi tụi con bộ hoa văn xanh nào nữa cho bà ngoại bộ nữa. Đó rồi hả? Sao biết? Chốt cho bà hoài. Bà hoài. Bà hoài ra ba. Thì mày bỏ bà hoài đi. Bà hoài nè. Ừ, mày bỏ bà hoài đi. Nè bà hoài nè. Mày bỏ bà hoài đi. Nè. Mày bỏ bà hoài đi. No. Bà hoài, bỏ bà hoài đi. Bà hoài. Cái gì vậy trời? Bà hoài là bà nào? Bà hoài là bà nào? Bà hoài là bà vợ ông hoài á. Nhà gì mà bệnh gì mà từ trên xuống dưới hết rồi trời. Đây bà hoài đây. Mày bỏ bà hoài đi. No. Bà ngoại là vợ của ngoại, ông ngoại là ba của dì nên gọi là ông ngoại. Mày xong chưa? Bây giờ em sẽ sale ba bộ này cho mấy chị nè. Với lại lên hàng xuất sale nha. Ôi mấy chị ơi chấm chấm mút mút lên giùm em cái mấy chị. Chấm chấm nè, bây giờ em sale ba bộ này nè. Còn đúng ba bộ mà biết sao tôi không muốn sale không? Tại mấy cái bộ này tôi thích lắm. Tôi thích thiệt. Đó, tôi rất là thích. Đây bộ ống rộng nhưng mà bây giờ chỉ còn size L mấy chị ơi, cái vải nó đã lắm.
Ô mấy chị mà thì cầm cái vải này vô mấy chị sướng ghê không lận. Bộ ống rộng size dưới 72kg. Nhưng mà chị nào sexy mặc mới được, không sexy đừng mặc. Những cái bộ ống rộng này em ghiền ghê lắm mấy chị. Chị Nguyễn Đinh Thanh ráng chờ em một hai bữa nữa nha. Hàng áo gì nhiều lắm. Ha, à, cho cha con nó uống thuốc ở nhà em bị tưng hết. Thêm cái thằng anh Tư nữa nó mệt lắm. Đây nè mấy chị, em nói thiệt với mấy chị là em rất là thích cái bộ yếm này. Em đưa ngược cho mấy chị coi nha, đây đẹp lắm mấy chị. Chị nào mà form sexy, thích sexy mới mặc được bộ này nha. Dưới 72kg 240 sale còn 160 cho hết 3 bộ cuối cùng. Dưới 72, 73, 74kg đều vừa. Đây, ở sau là dây chéo như thế này nè ha, kèm với quần ống rộng. Bộ này mà lên một cái cài áo ngay túi nữa là chết. Nhưng mà bây giờ bán hàng sale em không tặng cài áo, ok. Rồi, 240 sale còn nhiêu mà 170.000 mấy chị. Còn 3 bộ nha. Bộ này mà mấy chị mặc lên không sang như em thì em làm con mấy chị. Cỡ nào cũng sang, cỡ nào cũng đẹp mà quần ống rộng cực kỳ quyến rũ. Còn 3 bộ quý chị ơi. Dưới 72kg. Còn 3 bộ. Rồi không ai nói năng gì luôn. Không ai nói năng gì luôn á mấy má. Rồi nghỉ tắt like. Im bà nó ơi. Thiệt có may cái mẻ đầm ra nó đẹp tàn canh. Để bữa nào rảnh mặt luôn. Tức quá tức mà. Chán quá chán mà. Anh ơi có... Anh vô anh kêu cái size XL lên cho em ơi. Chứ lại lấy bút lông như là đầm. Đầm phối ren. Bộ đen nè, như mẫn bộ đen. Nếu mở inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Như Mẫn. Inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại Như Mẫn thôi. Như Mẫn nhiêu? 170. Ừ, người ta đi đâu hết trơn rồi. Thôi kệ đi. Chọn tôi con. Nếu giùm em là đầm cổ, đầm phối ren nha anh. Ủa bà Yếm mà ok gì vậy bà Yếm? Nè anh lấy móc anh treo cái đầm mày lên để mai em chút nữa em mặc em chụp hình nè. Để em mai đi Đà Lạt cho. Rồi đưa lên. Đưa cái bao hàng phúc này xuống cho em. Đây nè, đây nè. Rồi đưa bao hàng phúc nó like xong bao đầm nữa nghỉ. Vậy đi cho bán đi cho nó nhiều. Bán nhiều lấy giàu. Ống rộng size L ở chị Nguyễn Mai. Nguyễn Mai Bình Định. Nguyễn Mai Bình Định 170. Nguyễn Mai Bình Định nha. Ở ngoài đó hiện tại là ba Nguyễn Mai, ba Mai Nguyễn không có dấu rồi lại là Nguyễn Mai Bình Định. Tết ống rộng này là dưới 72kg, 72, 73, 74kg nè. Tay L nè Nguyễn Mai. Đó mới chốt cho Nguyễn Mai một tết đó. Bộ đen chị vừa chị. Bộ đen ống rộng chị vừa nha. Chị Huệ Nguyễn thành phố bộ này chị không mặc được đâu. Ở sau lưng nó sexy lắm. Nhưng mà chị Hồng Khánh Nguyễn thì rất là hợp với form này. Tại vì em biết chị là thích cái gì dịu dàng. Ống rộng nè, đầm chân váy dài nè. Hồng Khánh Nguyễn 170. Còn chị Huệ Nguyễn bộ này chị Huệ Nguyễn mặc không được. Tại vì em nhìn hình của chị Huệ Nguyễn rồi. Chị Huệ Nguyễn thích cái thần thái mà kín đáo. Dạ nghiêm chỉnh, còn em chỉ thích cái kiểu như form như nghỉnh chim rồi vậy á nha chị nha. Ông nói thiệt, cái đó nói thiệt chứ không phải nói giỡn. Rồi bây giờ lên hàng xúc cho mấy chị nha. Bây giờ em lên hàng xúc cho mấy chị nè. Tao còn mấy chị ơi, lên hàng xúc nha. Đây là áo cô gái mấy chị ơi, áo này vải đã lắm. Dưới 80kg cũng vừa, comment giùm em xám cô gái, sale 50.000 xám cô gái. Comment giùm em xám. Comment giùm em dưới 80kg, comment giùm em xám chó. Xám chó nha mấy chị nha, 50.000. Tiếp tục mấy chị ơi, 50.000, comment giùm em áo sọc dưới 80kg vừa. Dưới 85kg cũng vừa, comment giùm em sọc xanh trắng. Comment giùm em thả tim. Thả tim 60 tới 80kg, 85kg cũng vừa thả tim. Thả tim 60 tới 85kg cũng vừa 50.000 thả tim. Comment giùm em sọc dưới 85kg, sọc xanh trắng dưới 85kg, 50.000 sale.
Tiếp tục mấy chị ơi, comment giùm em caro nhỏ dưới 85 kg, comment giùm em caro nhỏ dưới 85 kg sale 50. Mấy chị ơi comment giùm em sáng chó dưới 80 kg bán cho mấy chị sale 50. Thả tim kìa Hồng Khánh, thả Nguyễn. Tim của chị Hồng Khánh Nguyễn 50. 50 của chị Hồng Khánh Nguyễn. Sọc của Lan Ngọc Phạm. Sọc của chị Lan Phạm Ngọc. Sọc của Lan Phạm Ngọc 50 ngàn. Caro của chị Trà Chanh 50 ngàn. Dương Hà tối qua có bill. Dương Hà không có dấu, tối qua có bill 50 ngàn. Dương Hà xám chó vẫn còn nha mấy chị nha, xám chó vẫn còn. Vậy nào ưng xám chó comment lên giùm em xám chó, xám chó. Tiếp tục mấy chị ơi, áo này áo nam, áo nam giờ sale cho mấy chị 150, sale 70 luôn nè. Áo nam dưới 80 kg comment giùm em nam lông chuột dưới 80 kg nam lông chuột. Vậy nào lấy nam lông chuột comment giùm em nam lông chuột nha. Comment lên giùm em áo ba lỗ sọc dưới 85-90 kg 50 ngàn, comment giùm em ba lỗ sọc. Ba lỗ sọc nha mấy chị nha. Ba lỗ sọc. Nhung 5 caro. Quá trời người mà. Bán cho mấy chị một cái áo sơ mi dưới 75 kg 50 luôn. Áo này ở trước là sơ mi, ở sau là thun nha. 50 áo sơ mi dưới 75 kg 50. 50, 50. Ba lỗ sọc. Ba lỗ sọc 50 của chị Hồng Khánh Nguyễn 50. Em có một cái chân váy 80-90 kg bán cho mấy chị 40. Hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Nha, nó là hàng xuất vôn rất là đẹp. 40 ngàn chân váy 80-90 kg 40. Sơ mi. Sơ mi của chị Hồng Khánh Nguyễn 50. 50 sơ mi của chị Hồng Khánh Nguyễn. Ai hồi nãy ai thả tim tôi? Thả tim của Yến Nguyễn hình nền vàng 50. Yến Nguyễn hình nền vàng 50. Thả tim. Thả tim em vẫn còn. Thả tim là xám like. Like tè le, like tè le nha mấy chị. Tiếp tục Hà Lê hình nền vàng 40. Hà Lê hình nền vàng 40. Hình vàng ở đâu? Thành phố Bình Chánh. Hà Lê thành phố cục bự lên trong. Bên này cục bự trên. Chân váy Hà Lê. Cho em xem lại đầm đen ren. Đầm đen ren này chị nói với nha, Như Lê chứ ghiền lắm. Mặt không gọn, không ăn tiền. Tại để dành lại cái đầm để đi Đà Lạt mặt nè. Đây là gái, mềm. Mà biết sao không, đầm tầng á, mặt lên nó không có thấy bụng. Đây nè, thấy không? Cái đầm quá ư là xuất sắc, mà cái đặc biệt là vải rất là xuất sắc. Vải nó có ánh kim tuyến nhỏ 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 nhỏ, đẹp lắm ha. Để coi thử chân váy đó còn, mấy chị ngồi chơi chờ em chút nha. Tiếp tục mấy chị ơi. Tiếp tục. Tặng cái áo sơ mi cho những chị nào 65 kg, tặng luôn khỏi bán. Có bill này. Chị nào mà dưới 7 nha, bỏ cho chị Hồng Khánh Nguyễn đi. Thả tim của Bùi Yến Ly 50. Bùi Yến Ly 50. Mai gửi Lê Lan, mai gửi cho. Áo xanh vẫn còn dưới 75 kg. Áo xanh 50, sơ mi 50. Xanh đen nha, còn ở đây là đen nè mấy chị. Đây là đen sơ mi dưới 73-74 kg 50, đen sơ mi. Áo nam em vẫn còn nha mấy chị nha. Váy ren đó 280 chị. Chân váy không, em nói chị chân váy ren, nguyên cái váy ren nó đẹp lắm. Rất là đẹp, ở trên này nè, nguyên cánh tay trên này là đều là ren. Nó có một cái lớp bèo đây, mà ở dưới hai tầng là mặt không bao giờ thấy bụng chị. Tiếp tục mấy chị ơi, em có một cái áo tay dài dưới 75, nói chung là dưới 80 kg vừa. Áo này mấy chị ở ngoài Bắc mặc được nha, bán cho mấy tỷ 80. Comment giùm em áo tay dài 80. Áo tay dài 80 mấy đẹp voi, áo tay dài 80. Tiếp tục mấy chị, em còn một cái đầm xám 140 bán luôn 100 ngàn. Áo này, cái đầm này ở trong cái lớp lót vú nha. Size này dưới 80 kg cũng vừa. Bán cho mấy chị 100 ngàn đầm xám lông chuột. 100 ngàn đầm xám lông chuột. Chị Tú Út áo xanh 50 ngàn. Tú Út áo xanh sơ mi 50 ngàn. 50 ngàn của Tú Út có địa chỉ số điện thoại rồi. Đầm đen ren có size từ 60 tới 100 kg nha chị Mai Liên.
đầm đen ren, đầm xanh ren đó, đó. Đầm đen ren nhá. Tiếp tục bán cái đầm đó chị cho chị Hồng Khánh Nguyễn nè, sale cho chị Hồng Khánh Nguyễn còn 140.000 nè. Đó, sale cho mấy chị dưới 75kg 140.000 đẹp không? Sale cho chị Hồng Khánh Nguyễn đen sơ mi của Sunny Lu nè. Sunny Lu 50.000 nè. Tú Út có địa chỉ số điện thoại rồi đúng không chị? Đầm sáng của chị Nguyệt Thu nè. Đầm sáng 100.000 của chị Nguyệt Thu. Nguyệt Thu 100.000. Một trăm rưỡi của chị Hồng Khánh Nguyễn. Hồng Khánh Nguyễn ghi dính vô 150.000. Em có một cái chân váy chống nắng, nhưng mà cái này hồi nãy ai chốt áo caro này quên mẹ. Nãy ai chốt áo caro này không kịp nè. Nhung Lâm hả? Phải Nhung Lâm không? Nhung Lâm áo caro 50.000. Nhung Lâm. Dạ 208 đầm đen riêng nha chị Mai Liên. Đầm 100.000 khách lấy. Đầm xám lông chuột khách lấy rồi. Em có một cái chân váy chống nắng. Em có một cái chân váy chống nắng dưới 72, 73, 75 kg cũng vừa. Hai bên này có xỉ để cho mấy chị bước lên xe xuống xe nha. Bán cho mấy chị chân váy chống nắng 50.000. Bán cho mấy chị chân váy chống nắng 50.000. Đầm sọc khách lấy rồi cục cưng. Em có một cái đầm này giờ bán cho bỏ ghét nè mấy chị. Đầm xám em mặc vừa không chị? Đầm đang ngủ. Nói chung là nít vô vẫn vừa bình thường chị. Ha. Em có một cái đầm này, nếu mấy chị không thích dài vậy mấy chị về cắt ngắn tới đầu gối ha. Đầm này phơm, phơm này hơi lớn. Phơm này chị nào dưới 95kg lấy. Mấy chị về cắt tới này nè. Đầm này thành đầm đi tiệc rất là đẹp ha. Chống nắng quá trời. Chống nắng của ai lấy đây? Của Thu Hải trước. Thu Hải chống nắng coi chừng không vừa hàng này không cho đổi trả nha. Dưới 73, 74, 75kg 50.000 chống nắng của Thu Hải. Em có một cái đầm sale nè mấy chị, hồi bữa em mặc bị ngược nha. Thu cái hai. Đầm nó sẽ như thế này nè. Thu Hải. Cái đầm nó như thế này nè. Ở sau cái lưng nó như vậy nè mấy chị. Để bữa nào em mặc lại cái đầm này cho mấy chị nha. Nè cái đầm này giờ em sale 200, 280 em sale còn 150 nè. Đây là ở sau nha. Cái mặt này là mặt trước, hồi bữa em không biết. Em mặc cái mặt này trước là lộn rồi, đầm này nè mấy chị. Sale còn 150 nhưng mà không size này dưới 72kg. Không vừa xả chị Thu Hải. Đúng rồi chị Thu Hải đừng lấy. Rồi chân váy chống nắng của Nhung Lâm 50.000 của Nhung Lâm. Cái đầm này vải rất là đẹp nha. 280 em xem mấy chị còn trăm rưỡi. Em còn một bao lần em tưởng nó may bị lộn. Em mới đưa xuống xưởng sửa nhưng mà không phải vậy. Em coi mã lại rồi. Đầm này xem cho mấy chị 150 dưới 72 cái. Dài tới ống quyển mà ở sau nó. Ở sau cái tà nó xéo là đẹp lắm mấy chị. Ở sau á ha 150. Cái đầm này chị nào dưới 90-95kg lấy nè. Đầm này sale cho mấy chị còn 50 luôn cho ra đi thanh thản. Comment giùm em. Đầm 50 size 95kg nha. Tiếp tục mấy chị ơi, áo tim. Đây. Áo tim nha mấy chị, 50 sale. Sale 50. Tiếp tục mấy chị ơi. Cái áo này mấy chị à, em nói thiệt. Cái áo này hồi đó em nhập vô không đã 280.000. 50.000. Áo dây xám caro đỏ. Áo dây xám caro đỏ là cái gì? Chưa hiểu luôn. Đầm à, chưa hiểu Đỗ Huỳnh Như. Nè đầm 50.000 của chị Hà Lê Bình Chánh nè. Hà Lê. Đầm 150 của chị Lê Lan, hình nền đỏ Lê Lan còn một cái bill anh ơi. Lê Lan có dấu còn một cái bill nè, 150 đầm đó đẹp lắm chị. Còn đầm caro hả chị? Đầm caro để em lấy từ xưởng về em sale cho mấy chị nha. Minh Thanh áo 50.000 nè. Chị Minh Thanh áo 50.000. Anh đưa anh Tư kiếm anh ghi phụ với luôn, mẹ anh em không dám like luôn á. Cái áo này là em nói thiệt với mấy chị là hồi đó em nhập 280 mấy chị. Mà phải size 100kg mặc mới được nha. Ở trước đây hầu như là đính đá hết rồi mấy chị. Bây giờ bán cho mấy chị 50.000. Comment giùm em áo Quảng Châu 50.000. Áo Quảng Châu 50.000. Comment giùm em áo sọc ha. Comment giùm em sơ mi. Mấy chị ơi mấy cái hàng xúc này bị đè á. Cho mấy cái này mà chị giặt lên nó đẹp lắm. Đây. Áo sơ mi sọc dưới 75kg bán 50.000. Comment giùm em sơ mi sọc tím. Comment giùm em sơ mi sọc tím ha.
áo 50.000 của Xuân Mai, hàng sale bên Yên không cho đổi nha Xuân Mai. Mà hết ngày hôm nay mà hàng không đủ trên bill trên 100 là chị cũng xả, chị không bán nha Xuân Mai. Bill là phải trên 100. Em có một cái đầm này nhưng mà 60kg thôi mấy chị. 50.000. Chị nào mà 60kg là mặc cái đầm này là hơi bị xuất sắc luôn. 60kg. Dễ thương lắm mấy chị, 60 62kg. Đầm này bao nhiêu không biết, bây giờ bán cho mấy chị 120.000. 120.000. Áo sọc của chị Hải Âu 50.000. Áo sọc của chị Hải Âu 50.000, không có dấu Hải Âu. Đây nè mấy chị ơi, coi giùm em nè. Trời ơi, cái đầm này nó đẹp quá. 120.000. 120.000 sơ mi sọc khách lấy rồi. Chị Hoa Trương lần sau chốt đồ bên em không còn để địa chỉ số điện thoại. Chốt đồ lên đi rồi inbox địa chỉ số điện thoại sau nha. Đó. Mấy chị ơi, đầm này còn có dưới 62 63 kg thôi. Bán cho mấy chị sale 120.000. Đầm nó đẹp lắm mấy chị, mua cho con cho cháu gì cũng đẹp. Chị Thu Hạnh Quỳnh, đầm 120.000 của chị Thu Hạnh Quỳnh. Em có một cái áo crop top nè mấy chị, dưới 70kg bán cho mấy chị 30.000 crop top. 30.000 crop top nha mấy chị. Crop top. Sơ mi sọc tím cách lấy, đầm 120 cách lấy. Tiếp tục. Cửu Dương 30.000. 30.000 chị Cửu Dương áo tập. Em bán cho chị Hồng Khanh Nguyễn đầm này 140.000. Em bán cho chị Hồng Khanh Nguyễn đầm này 140.000 nha. Ở trên này gài nút vô. 140.000, size này là dưới 78kg. Size này còn cỡ dưới 78kg là vừa em còn mấy cái á. Đây, 140.000 dễ thương không mấy chị? 140.000 maxin sọc của chị Hồng Khanh Nguyễn. Những cái áo này 100 mấy quên rồi, bây giờ sale còn 100 thôi. Áo thun sale còn 100, vải tuyệt vời nha mấy chị nha. Áo thun đen chữ đủ size. 140. Áo đen chữ nè mấy chị, áo này chị nào dưới 90kg cũng vừa. Comment giùm em đen chữ kèm số ký lên để em lấy size nha. Đen chữ kèm số ký để em lấy size dưới 90kg. Tê Linh Phạm một áo 100.000. Tê Linh Phạm một áo 100.000. Kèm số ký lên nha, có cái này nè. Nguyễn Gấm áo đen 100.000 của Nguyễn Gấm. Áo này là dưới 80 nè. Áo này dưới 75kg, áo kia dưới 85kg nè. Xong chưa? Tài Lê 100.000 của Tài Lê nè. Tài Lê 100.000 nè. Áo này bán cho mấy chị với giá 80.000 nè. Áo 100.000 của Yến Ngọc thì chị nào mà em kêu inbox địa chỉ số điện thoại là inbox thì em nha. Áo đen của Yến Nguyễn Thị Ngọc, inbox địa chỉ số điện thoại, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này. Bên em không gọi hiện chốt hàng và bên em chỉ chụp hình qua tin nhắn thôi nha. Yến Nguyễn Thị Ngọc. Yến Nguyễn Thị Ngọc 65kg một áo 100.000 nè. Nó từ chút kiếm nữa nha mấy chị. Giờ kiếm chưa ra. Áo tim mấy chị ơi, áo tim dưới 80kg. Áo tim dưới 80kg nha. Liêm Hạnh kìa. Hết đen rồi mấy chị. Nguyễn Gấm đúng rồi. Liêm Hạnh. Đâu mới rồi, đâu mới rồi. Liêm Hạnh áo màu cam đó, ô chà chưa kịp coi luôn, vải đẹp lắm Liêm Hạnh. Coi dạng. Liêm Hạnh 80.000 nè. Tiếp tục mấy chị ơi. Tiếp tục. Đây mấy chị, áo sơ mi xanh đen dưới 83-84kg cũng vừa. Bán luôn sơ mi xanh đen 50.000. Áo chữ dưới 70kg hết rồi chị Huỳnh Ngọc ơi. Áo tim Cửu Dương nè. Áo tim 50.000 của Cửu Dương. Tim của Cửu Dương. Đào Phan áo 50.000 của chị Đào Phan, inbox em địa chỉ số điện thoại nha. Những cái bill nào inbox địa chỉ số điện thoại là bé Lùng để qua đây để kiểm tra nè. Đào Phan 50.000 inbox địa chỉ số điện thoại. Mấy chị ơi thôi giờ dẹp mẹ nó đi, áo nam nè. Thay vì bán 150 bây giờ bán luôn 50 nè. Áo nam 50.000 dưới 75kg. Comment giùm em nam 75kg nha. Comment giùm em nam 75kg. Đây là một cái áo hàng xúc vải rất là mềm. Comment giùm em sọc trắng đen 50.000 sọc trắng đen nha. Áo 80.000 khách lấy rồi chị Tú Út ơi. À chị lấy 3X hả? Mai Liên lấy gì Mai Liên ơi?
Trà chanh áo nam 50.000. Trời ơi em, giờ em thấy người ta đập yoga tay chân nhà em coi này dơ lên không được luôn á. Ói lòi luôn mấy chị. Comment giùm em nam dưới 80kg. Comment giùm em nam dưới 80kg bán 50.000. Comment giùm em nam 80kg. Comment đúng em mới để nha. Nam 75kg của ai nữa? Diễm Phan. Nè Diễm Phan, em lấy size lớn cho Diễm Phan nè. Diễm Phan 50.000. Nè đưa Diễm Phan cho hai cái 50.000 Diễm Phan. Comment giùm em nam 80kg nha quý vị nha. Nam 80kg. Comment giùm em ba lỗ 50.000, 65 tới 90kg vừa. Comment giùm em ba lỗ. Ba lỗ. Mấy chị ơi. Sơ mi đen có ai lấy chưa? Mai. Mai Liên sơ mi 50.000. Inbox em địa chỉ số điện thoại, ngừng tay inbox địa chỉ số điện thoại liền nha. Kiểm tra trong tin nhắn không có xả. Khách lấy rồi chị. Ba lỗ 50.000. Bùi Yến Ly lấy gì? Nam. Nam. Tại vì cô Bùi Yến Ly cô không có comment rõ gì, không có chốt, hiểu không? Diễm Phan là Thí Phan hết trơn. Đúng rồi. Bây giờ nè, quần này xúc nhật nè. Mấy chị ơi, tại vì em để nhầu quần xúc nhật, quần này 60kg. Quần này là 150, bây giờ bán cho mấy chị 60.000. Thôi bán 50.000 quần quần xúc nữ đi. Size dưới 62-63kg nha. Comment giùm em quần xúc nữ bán luôn 50.000. Nè chốt cái áo nam này cho Trương Thị, cho BB trước đi. Cho BB áo nam trước đi. Cái áo hồi nãy của gì chị Út Út nè. Chị Út Út. Cái gì? Tú Út. Nè, chốt cái áo 80.000 cho Tú Út coi. Quần 50.000 của Linh Hồi nè. Linh Hồi, quần 50.000 của Linh Hồi nè. Em còn mấy cái quần nữ size từ 60 tới 80kg nha. Quần này giờ bán cho mấy chị 70 đi. Không bán trăm mấy giờ bán 70, chị nào 83, 84 cũng vừa nha. Comment giùm em quần ngôi sao 70, một quần. Còn có một quần ngôi sao thôi mấy chị à. Chống nắng, chị nào hồi nãy chưa chốt được chống nắng thì chốt lên giùm em chống nắng 75kg. Đầm chống nắng 75kg bán luôn 50.000 đầm chống nắng. Xúc nữ 50.000 còn à, cái bỏ đâu quên mất. Cái xúc nữ đó còn cái nữa bỏ đâu quên mất mẹ ơi. Mùi Yến Ly à. Quần sao của Nhung Lâm 70.000. 1 phút nữa nãy giờ lâu rồi. Xuân Mai Đào Phan. Xuân Mai Đào Phan 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xã Biêu. Mai Liên. Chống nắng của chống nắng của Nhung Lâm có rồi. Chống nắng này của chị Thiết Thanh bao nhiêu ký? Dưới 75kg thôi nha. Thiết Thanh 50.000 nè. Thiết Thanh 50.000. Mai Ly, tên gì nữa? Mai Ly để có inbox để em chìm địa chỉ cái. Em có một cái áo đúng 100kg nè, bán cho mấy chị 50.000. Đào Phan Xuân Mai. Đào Phan Xuân Mai. 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại cứ xả đi. Em có một cái áo 100kg nè mấy chị. Áo này 100kg. Chị nào 100kg em tặng luôn. Lâm đây. Lâm mới thì đây rồi. Ủa chị Xuân Mai sao inbox địa chỉ số điện thoại đi chị. Chị cho trên này bên em không có gọi điện chốt hàng. Cho một cục hàng mà có dán băng keo niêm phong em. Con trường qua đó là khỏi ra luôn đó chị. Cao à. Qua ngay đây bác Tư. Nè em lưu ý mấy chị mà cho địa chỉ số điện thoại trên like nè. Khi cục hàng tới lúc nào cũng có cái đoạn băng keo niêm phong này nha. Lúc nào cũng có cái đoạn băng keo niêm phong này nè. Đó bà Diễm Phan lấy áo trong hành mỹ đi. Mai Tặng. Đi em vô inbox cho chị rồi đó nha. Ai Mai Ly vô inbox cho chị rồi, chị vô cho địa chỉ. Mai Ly ơi, vô trong tin nhắn cho em địa chỉ số điện thoại nha. Ai? Mai Ly hay Mai Liên? Mai Ly. Em chừng nào có quần riêng vậy? Dạ có rồi mà em chưa like kịp chị. Tặng cho chị Hạnh Mỹ đi. Đây nè mấy chị ơi. Chị nào mà cho địa chỉ số điện thoại trên like là làm ơn giùm em cái nha. Dạ chị đang lựa hay đang không đang lựa gì em không biết. Nhưng mà chị chốt đồ bên em là phải inbox địa chỉ số điện thoại liền mấy chị. Bên em là không có chờ đợi. Sau một cái like mấy chị quên là coi như đồ em xả nữa. Mà trong cái đó đồ này toàn trăm mấy 200 em xả còn có 50 tàu em chị. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại liền. Áo 100kg tặng cho chị Hạnh Mỹ rồi tặng cho những chị có bill, chị nào chưa có bill em không tặng.
Nhớ là lưu ý giùm em tất cả những bill hàng của bên shop nhà em, shop quần áo Big Size Ý Yên kèm số điện thoại đoạn băng keo niêm phong này, tụi nó không thể làm giả mạo. Tụi nó làm một cái đoạn này thì phải bỏ tới 8 triệu, cho nên mấy chị làm ơn có cái mạc ở này bên shop Võ Thị Yên, shop quần áo Big Size Ý Yên thì mới nhận cục hàng nha. Dạ chị lựa thêm hay không lựa thêm thì không biết, nhưng mà chị chốt một cái đồ là chị phải inbox địa chỉ số điện thoại chị. Rồi bây giờ lên đầm chữ A dưới 90kg, đầm này 140, còn mấy cái sale 100.000, vải đẹp lắm. Em nói thật với mấy chị là vải rất là đẹp nha. Mặc cái này mà mang một đôi giày rọ không cũng kiền nữa. Trời ơi mất cái chị rọ tôi buồn dễ sợ. Rồi chốt lên giùm em đầm 100.000, size từ 70 tới 90kg. Còn nếu không có trong vòng 1 phút nữa là em xả bill chị à. Chị nào vô like em cũng như chị đó hết trơn á nha chị nha. Lẹ đi tôi lên cho mấy chị một cái mã ha. Đầm củ dương 100.000. Lẹ đi tôi lên một cái mã mà tôi không có muốn sale đâu. Dầu Quỳnh đầm 100.000 của Dầu Quỳnh nè. Dầu Quỳnh đầm 100.000. Dạ để em coi thử còn chống nắng không nha mấy chị. Cảm ơn chị Hương Nguyễn nha. Dầu Quỳnh nè bác. Không. Anh xả cái áo nam cho Diễm Phan đi. Chờ chút. Có ai không? Dầu Quỳnh. Không chưa? Tê Linh Phạm 100.000 nè. Còn cái của chị Thùy Trang hình nền đỏ nữa. Còn cái của chị Thùy Trang hình nền đỏ nè. Một cái đầm hồi qua theo 70 lấy xuống quốc luôn. Còn cái đầm này sale 80 cho nó hết nè, để thấy mắt gai mắt nè. Dạ Hồng Khánh Nguyễn ơi, quốc cái đầm 300 lại đi tiệc mà chị co giãn từ A tới Z luôn. Đầm đuôi cá đầm 300. Đó, đầm này em có size từ 60 tới 80kg. Trang Thùy đúng không? Thùy Trang. Đây còn hai đầm của em sale 80 còn nè. Em lấy xuống sale hết cho mấy chị luôn nha. Rồi đầm này bán 100.000 luôn. Em còn cái dâm 90kg nè sale luôn. Còn ba cái đầm form chữ A nè bán luôn. Chị cái đầm sọc em ơi. À. Phương Nguyễn. Chị ơi đầm sọc em có hai mẫu luôn chị. Chị Hương chốt hai mẫu luôn rồi chị Hương. Hương Nguyễn quận nhất nè. 140.000. Phải Hương Nguyễn quận nhất không? À, hai bill rồi nè. Hương Nguyễn quận nhất nè. Chị Hương ơi hút hai cái đi chị Hương ơi, uổng luôn ơi. À vậy. Đào Phan. Đào gì? Đào Phan. Anh nói những cái chị đó là không có bán hàng nữa. Mai Liên nữa. Rồi đầm sọc hai cái của chị Hương Nguyễn quận nhất á. Hai cái nhiêu tiền á chị? Hai cái của Hương Nguyễn quận nhất là 240, 280. Còn cái này chốt của chị Diễm Phan nè. Diễm Phan. Ủa tôi chưa đưa đơn đồ mà mấy bà chốt hay dữ mấy mẹ. Diễm Phan tính gì Diễm Phan 90.000 đi con. Ôi em chưa đưa đồ lên mấy chị chốt bằng gì vậy mấy chị? Trời ơi chắc em chết quá. Đây. Hải Âu đầm sọc xanh để em đứng dậy em hốt đó nha. Chị Hải Âu. Để em lên cái thân mọc em đứng dậy. Hải Âu nè. Chị Hải Âu 140 nè con. Không được chốt luôn đi. Chưa đưa đồ lên là mấy bị không biết mấy mỹ chốt gì nữa. Tôi không hiểu mấy chị chốt cái gì nữa thiệt. Không kịp chốt luôn đi. Trời ơi.
chốt không kịp luôn chị, cho tôi cho mấy em chạy chậm không kịp chốt đó, có đưa cái gì lên đâu chốt mẹ, tôi chưa đưa cái gì lên hết, mấy bà chốt từ ở trên đất mấy bà chốt xuống luôn, chưa biết mấy bà chốt cái gì luôn á chị, tôi chết thiệt á chứ. Nè năm nay chị Hải Âu có quốc luôn không? Em cũng không biết mấy bà chốt gì nữa, đồng này 150 mấy chị. Mọi người đang canh em. Tại vì em muốn về đồ chị để em dập cái hàng, để em dập cái hàng số lượng về em chạy xỉ luôn á chị. Cho nên buộc là phải đi hết hàng. Nghe. Cho nên thôi kệ, ví dụ như 50 cái mà mình ăn lờ 20 cái, bây giờ mình phải sẽ ngược lại. Thiệt chứ. Chốt bằng niềm tin. Đây chị, đúng là chốt bằng niềm tin thiệt. Đồng này nha mấy chị nha, sọc xanh 150 của Liêm Hạnh, đồng này Liêm Hạnh vừa nè. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, chắc chết quá em cũng vậy. Đây đây là đầm Quảng Châu mấy chị. Tất cả những cái hình trước đây đều đính đá hết nha mấy chị nha. Đó. Chị ơi đầm Quảng Châu này nha. Em nói cho mấy chị nghe là đầm Quảng Châu này là 320.000 mấy chị. Bây giờ em sale cho mấy chị là còn 180.000. 180.000 dưới 93-94 kg cũng vừa. Chị nào cao tòng ngồng thì thành phơm giáo quần. Chị nào mà lùng lùng mà khinh đời không thèm lớn thì là áo giáo quần. Nha mấy chị nha. Rồi 180 đầm cô gái. Đầm đầm trăng Quảng Châu của Tê Linh Phạm 180.000 nè. 180.000 đầm của Tê Linh Phạm. Đây mấy chị, đầm này là ngày hôm qua em sale 70 nè. Ngày hôm qua em sale 70 còn size dưới 75 kg nè. Comment giùm em đầm tay lưới 70.000. Dưới 75 kg cũng vừa nha. Đầm tay lưới bán sale cho mấy chị 70.000. Comment lên giùm em đầm tay lưới đi. Đầm tay lưới. Em còn một cái áo sơ mi nè mấy chị ơi. Áo sơ mi này dưới 80 kg cũng vừa bán cho mấy chị 50.000. Về mấy chị ủi lên là được ha. Vải đẹp lắm. Mấy chị nghe em đi, vải rất là đẹp. Dưỡng Long Cu Cửu Dương nè, 70.000 của Dưỡng Long Cu Cửu Dương. 50.000 áo sơ mi dưới 80 kg cũng vừa. Ui ơi, một khi tôi sale là mấy chị từ chết tới bị thương à, tôi nói thiệt. Kệ mẹ nó mấy chị. Mã 68 em theo không kịp, em theo còn không kịp, lấy đâu chị theo. Áo sơ mi của Thi Võ 50.000. Đây là một cái đầm size dưới 70 kg. Đầm này mấy chị đi ăn tiệc được nha. Đầm đuôi cá dưới 70 kg. Đầm đuôi cá sale cho mấy chị 80.000. Khi mấy chị mặc lên mấy chị cột rất là đẹp nha. 80.000 đầm đuôi cá dưới 70 kg. Comment giùm em đầm đuôi cá 80.000. Tiếp tục Quảng Châu 320 sale còn 180.000 Quảng Châu dưới 90 kg cũng vừa, đầm gấu đá. Comment giùm em đầm gấu đá 180.000, khách lấy sơ mi rồi chị ơi. 70 kg, 63 kg hơi vừa, đầm 80.000 của Nhung Lâm. Đâu mất rồi, 80.000 đầm của Nhung Lâm. Tiếp tục mấy chị ơi. Nay em chơi với mấy chị tới bến Ninh Kiều luôn nè. Cha ở vàng đồng cán rồi kia. Tháng này lãnh lương chắc đưa em hết. Chị ơi đưa em là em đẹp. Em sẽ làm cho chị đẹp rạng ngời. Rồi chồng chị đưa luôn cái thẻ để quẹt credit luôn. Tê Linh Phạm 180.000. Tê Linh Phạm 180.000. Nè bán cái đầm này cho biết, cho bán cho ai không? Đầm này bán cho chị Hồng Khánh Nguyễn. Đầm này bán cho chị Hồng Khánh Nguyễn. Em tự bán cho chị Hồng Khánh Nguyễn 160.000. Ok không chị? Chết chứ sống gì nổi chị. Đó, phơm chị là phơm như thế này nè. 160.000 đầm của 160.000 của chị Hồng Khánh Nguyễn. Chút nữa mấy chị lưu ý chuẩn bị mua cái đầm này nè, 160 con. Bây giờ đầm này 200 mấy, em không còn nhớ. Hồng Khánh Nguyễn hả? Đúng rồi. Và bây giờ em sale cho mấy chị cái đầm này nè. Mấy chị ơi, em nói thiệt với mấy chị nha. Cái đầm này nó cái vải, nội mà đụng vô cái vải không là muốn xém xỉu luôn. Đó. Ngầu im mới đi Thi Võ. Bỏ nó đi, bỏ đi bất tư đấy. Mấy chị ơi, bỏ lên mấy chị coi cái đầm này, em cực kỳ thích cái đầm này mấy chị. Thích lắm. Em thích cái đầm này tàn canh mà khi mấy chị biết sao không? Mặc lên nó sang chảnh. Ê nè, bán 200 mấy đừng quan trọng, bây giờ sale cho mấy chị 160. Từ từ nha, để em lôi xuống 160, để em lôi cái size xuống em quất cho mấy chị nha. Em lôi cái size xuống cái. Đầm BXL, đầm này size lớn nhất là L thôi chị, mà em mặc đã ôm rồi chị đừng mặc. Chị không thích mặc ôm chị đừng mặc. Đầm này size M là Hồng Khanh Nguyễn 160 nè. Hồng Khanh Nguyễn M 160 nè. Bữa em mặc L hơi ôm, em mặc XL là hơi thoải mái chút. Chị nào dưới 75 kg, dưới 75 kg lấy M thôi, tại vì độ co giãn nó đã lắm mấy chị.
Mấy chị nghe em về cái đầm này đi, mặc lên không sang chảnh đừng lấy tiền. Em nói thiệt luôn á, em đâu có thích sale cái mã đầm này đâu. Cái mã đầm này mấy chị mặc ở ngoài mấy chị nhìn sang chảnh lắm. Thùy Trang size, Thùy Trang có 65kg mà lấy gì L dữ chị. Thùy Trang lấy có 65-70kg mà lấy gì L vậy. Nè, Thùy Trang 160.000 M thôi chị. Nè, Thi Võ chốt hai cái đầm ngủ đi. Tôi sale cho 100.000 cái hàng chữ A nè. 100.000 cái mã hồng cánh sen, 100.000 cái mã sọc xanh. Đầm 90kg này cam son mặc ôm được, để coi thử kiếm size à nha. Để từ từ kiếm size à nha. Ai Thanh Tâm Phạm. Từ từ. M. M là dưới 75kg, M luôn. Rồi L cho ai nè? L cho Thanh Tâm Phạm 160 nè con. 160 của Thanh Tâm Phạm thành phố. Còn M mấy chị à. Hết rồi còn M à. Hết sạch sẽ còn M thôi. Còn M dưới 75, 76, 77 coi thêm tí thôi mấy chị à. Hết tay lớn rồi. Chị nào chưa có cái đầm 140 này thì chốt đi nha, màu này. 140 màu này. Nãy giờ mấy chị chưa có màu này đâu. 140 màu này dưới 73, 74, 75 kg thôi. 140 màu sọc này. Comment giùm em sọc 140. Còn có cái size L Thanh Tâm Phạm à. Đưa cái của Thanh Tâm Phạm à. Đổi cái của gì cho cô Thanh Tâm Phạm là đưa cái Thanh Tâm Phạm cho gì mà. Rồi Thanh Tâm Phạm. Đó em đổi XL cho chị rồi đó, còn L em mặc. Từ nha. Như Mẫn đầm 172kg của chị Như Mẫn. Như Mẫn 160.000. Như Mẫn 160.000. Thu Hương thành phố 160.000. Thu Hương không có dấu nha con. Thu Hương thành phố 160.000. 80kg hết rồi nha Bích Tuyền. Anh ơi, cho lấy giùm em cái đầm đó rồi. Xuống lên ngồi xuống thở không nổi. Cái đầm hôi nâu nâu vàng nữa đúng rồi. Còn mấy cái vậy? Còn hai cái kìa, ở đây nữa. Còn ai nữa? Củ Dương đầm 160 nè con. Củ Dương đầm 160. Thứ tư em nghỉ nha, sáng thứ tư em chốt bill em đi Đà Lạt chơi mấy ngày nha mấy chị. Củ Dương 160.000. Thi Võ lấy hai cái đầm. Thi Võ lấy hai đầm ngủ 200. Thi Võ. Tú Út một đầm 160. Chị Tú Út mua mà nhận hàng bên em xong thì Tú Út ghiền luôn á. Rồi Tú Út một đầm 160 nữa là hết rồi nè. Đầm sọc 140 cái ai lấy không mấy chị? Tìm từ nãy giờ luôn. Đi bỏ mới đây con thấy. Mới còn cái đầm tay lưới nữa đâu rồi. Rồi Thiết Thanh cũng còn bêu luôn nữa. Thiết Thanh nữa trong đây. Đủ má thấy giờ tao nói đủ má đi kìa thấy mẹ luôn. Nè lấy cái đầm này 70.000 cho Thùy Trang nè con. Rồi có chị nào chốt cái đầm này không? Sau lưng nha mấy con. Thùy Trang. Đầm nào cũng có nút hết chị Hải Âu à. Thùy Trang 70.000. Dạ đâu thấy chị Diễm đang comment gì đâu. Đỏ không? Em có một cái áo. Áo nam Tommy bán 50.000. Áo nam này chồng chị nào dưới 80kg chốt đi bán 50.000 luôn mấy chị. Em có một cái zoom dưới 90kg nè. Em có một cái zoom dưới 90kg bán cho mấy chị. Tối qua bán nhiêu rồi nè? 100. Thôi bán 100.000 đi. Zoom này 90 nè, ký nè. Vậy nào 90kg hút cái zoom đùi này giùm em bán luôn nha mấy chị, 100.000. Dạ không thấy thì có chị Lan. Thấy là em chốt đâu Lan ơi. Cái zoom này 90kg nè mấy chị.
Dùm là 90kg bán luôn 100.000 dùm này. Vậy nào tôm chốt mì. Dùm này. Gì vậy? Tôm mì của cô Thái Huyền Màn Cửa kìa. Thái Huyền Màn Cửa tôm mì 50.000. 50.000. Dạ chưa có tay lưới chị, tay lưới qua comment nhiều lắm mua cho bà chị. Không thấy chị Diễm Phan. Thấy là hồi nãy chị có Diễm Phan cái dùm nàng 100.000 của Diễm Phan. Hồi nãy chị có đặt một cái đầm size L mà không có size L chị. Comment giùm em áo nam. Comment giùm em áo nam mã 0. Áo nam mã 0 80kg. Dưới 80kg áo nam mã 0. Bán luôn 50.000 nha mấy chị nha. Bán hết cho mấy chị 50.000. Đây còn 2 cái. Còn 2 cái áo nam nha mấy chị nha. Dùm khách lấy rồi chị. Còn có 2 cái áo nam. Cái này bữa bị sốt phiêu hay sao hả anh? Nguyên Vũ Ngọc Thị nè. À bữa kêu để lấy thêm á. Thứ hai nhớ đi bill này nha. Em còn một cái áo khoác đen mấy chị ơi. Em còn một cái áo khoác đen dưới 80kg hàng xuất 180 sale còn 130 nha. Phải áo tôi không nghĩ trời. 180 sale còn 130. Comment giùm em áo khoác nha. Áo nam 80kg của ai lấy? Áo nam mã số 0 80kg của ai lấy? Tuổi thân. Sao comment nhiều lắm. Trần Ngọc Thúy Di 50.000 của Trần Ngọc Thúy Di. À dùm dài chưa có như mẫn ơi. Dùm dài tối qua hình như sale hơn gần hết rồi đó. Khót của Hòn Anh Lực 130. À xin lỗi, khót của Nguyễn Hoài 130.000. Nguyễn Hoài 130.000 khót. Khót của Nguyễn Hoài 130.000. Tôm mì nãy giờ chị nào chưa lấy áo tôm mì dưới 80kg cho chồng thì lấy giùm em tôm mì nè. Tôm mì 50.000 nha. Nguyễn Hoài còn bill đưa dồn vô. Áo nam của ai? Áo nam của Kim Nhung Lâm nè. Kim Nhung Lâm áo nam 50.000. Áo nam của Nguyễn Hoài nè. Nguyễn Hoài 50.000 nè bảy. Kim Nhung Lâm đây nè. Cho 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 cho. 50.000 nè. Tôm mì của Tê Linh Phạm nè 50.000. Ủa? Hai cái Nguyễn Hoài luôn hả? Nguyễn Hoài có rồi hả Nguyễn? Có rồi trẻ lại. Nè, Nguyễn Hoài 130. Rồi đây. Ừ đúng Nguyễn Hoài 50.000. Nguyễn Hoài 130 rồi Nguyễn Hoài 50.000 nữa. Tôi Linh Phạm. Có rồi là Trần Ngọc Thúy Vy. Anh Hưng thì trang quá trời. Hết rồi, đây em còn một cái áo sơ mi ở trước là sơ mi bon, ở sau là thun nha, bán 50.000 dưới 75kg. Comment giùm em áo sơ mi 50.000. Comment lên giùm em áo sơ mi 50.000 mấy chị ơi. 50.000 áo sơ mi. Chị nào chưa chốt áo sơ mi thì chốt lên giùm em 50.000 mấy chị ơi. Em còn một cái nằm này bán sale cho mấy chị 100.000 luôn nè. Dưới 83-84 hồi bữa chị nào dặn. Hồi bữa hình như Tê Linh Phạm dặn cái đầm này phải không? Hồi bữa Tê Linh Phạm dặn cái đầm này đúng không? Để coi thử Tê Linh Phạm chốt thử. Bữa nhớ Tê Linh Phạm nè. Nếu mà ok một cái là lấy cái đầm này bù cái đầm lỗi hồi bữa nè. Tê Linh Phạm lên giùm cái đi Tê Linh Phạm ơi. Báo lên giùm em cái nha. Sơ mi của Diễm Phan 50.000. Sơ mi của Diễm Phan 50.000. Mấy chị có muốn lên hàng xúc nữa không em xuống? Tay lưới chưa khách lấy. Tay lưới khách lấy rồi chị ơi. Tay lưới khách lấy rồi chị đẹp ơi. Vân hay là vàng vậy? Vân. Nè cái đầm này ghi chữ Tê Linh Phạm là bù đầm lỗi nè con. Bù đầm lỗi cho Tê Linh Phạm. Sơ mi này của Dưỡng Long Cu, Cửu Long Dương nè. Nè Cửu Long Dương 50.000. Cái bà muốn lên ngồi đi nó cho lên cho. Để em lên một cái mã đầm bị mắc phong long này nè cho mấy chị nha mà đẹp lắm. Để em mặc thử cho anh Phước anh kéo lên cho mấy chị coi luôn. Cái lùm vô kéo gì. Mấy chị ngồi chờ em chút nha. Chờ chút nha mấy cô. Đó anh Tư ngồi im hết rồi. Rồi quất luôn. Rồi kéo xuống con. Đợi xíu nha mấy cô ơi. Có khi là tôi đang thay đồ mà cái camera nó ngã qua đây một cái trời ơi. Chết chết.
Chắc ngày mai tôi lên trang nhất tôi bán đắt nhất cái mạng xã hội luôn quá thiệt. Mày tưởng không ngày mai lên bán đắt gì bán dâm đắt. Cái đồng này 280 này em mặc lên em sẽ bán sale cho mấy chị còn 180 ngàn. Mà má cha nó thì cái đầm đẹp chứ cái đầm xấu đâu trời. Quá trời đẹp mấy cô ơi. Tôi tức chứ mấy chị. Tôi tức cực kỳ. Trời ơi. Một cái đầm nè mấy chị ơi coi nó đẹp lộng lẫy vậy nè. Đấy. Tôi bán không được mấy chị thấy ác không? Mấy chị thấy ác dễ sợ. Cái đầm rất ư là đẹp luôn. Mấy chị thấy tôi không mặc áo vú mà vẫn đẹp không mấy chị? Vậy tôi bán không được. 280 sale còn 180 đầm mắt phong long. Comment giùm em đầm bẹp, đầm rớt phai hoặc là đầm mắt phong long gì cũng được kèm kèm số ký. Nhưng mà vải rất là đẹp nha mấy chị. Vải tuyệt vời luôn. Vui quá. Vui không? Bà vui tôi đâu có vui đâu. Rồi lên đầm cho em đi mấy chị. Đầm này còn nguyên si bà nậu mẹ nó thiệt. Đầm này size 100kg vẫn có mấy chị mơ mua về. Gắn vô một cái cài áo để đi ăn tiệc. Gắn vô một cái cài áo đi ăn tiệc giùm cho em. 280 sale còn 180 mà coi vải nè. Bà nậu cha nó vải quá trời đẹp luôn. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Lẹ đi mấy chị ơi. Thấy đứng vậy ra bỏ cục đá vô vậy. Xin ba chút nước trà. Trời ơi hình như mạng bị mất kết nối rồi sao trời. Đâu mất tiêu hết rồi. Mẫu nào em ơi? Đầm rớt vai của chị Nguyệt Thu 180 nè. Trời ơi cái đầm này em bị mắc phong long á mấy chị. Này 3X luôn. 3X là 100kg á. Trời ơi đừng nói size 90kg hết nha. Bớt giỡn đi nha. Trời ơi sao cái đầm này size 90kg hết trời. Lê Lan nè. Lê Lan trước đây. Lê Lan 180 trước đây. Để kiếm size gì Nguyệt Thu đã. Trời ơi. Chị kỳ trời. Rồi đầm này size 90kg đâu mất tiêu rồi. Còn size 100kg không à mấy chị à. Ha. Size 100kg không à. Cô chị Ngọc Phi Trần nè. Trời ơi. Nó có gắn lộn size không vậy trời. Con này nó bị âm bên này. Rồi gắn lộn size cái chắc luôn. 100kg. Rồi không có size 90kg. Yến Thị Trần đầm 68kg của Yến Thị Trần nè. Đây Yến Thị Trần 180 nè. Lê Lan có rồi nè. Lê Lan có rồi nè. Không có đầm của chị Nguyệt Thu nha. Đầm này không có size của chị Nguyệt Thu. Ha. Đầm mắt phong long nó cũng mắt phong long theo luôn rồi nè. Trời ơi. Không biết coi cái size 90kg nó nằm ở đâu. Như Lê đầm rất vai 75kg. Tại vì cái đầm này là tính ra em 80 mấy kg mà em mặc vẫn còn thoải mái đó chị. Như Lê size L nè. Em cỡ ra em bán là bình thường chị. Ấy là muốn kiếm cái size cho chị vừa đó. Hiểu không? Nè Như Lê nè. Như Lê không có dấu 75kg. Nè Như Lê 180. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em nha. Đầm này cái tay đẹp lắm. Mấy chị có chốt cái đầm này nữa không mấy chị?
Em sợ ẩn không thấy. Em cầm bên một giây luôn hả? Má cái tiệm gì quên nè. Trời ơi. Tới lúc cần nó đi kiếm cái nick nó không ra. Con nhỏ gì làm neo quên mất mẹ rồi. Có lên đồ nữa không mấy chị? Có lên đồ nữa không? Lên đồ giờ em nghỉ nè. Nghỉ sớm bữa nha mấy đẹp. Hay mấy chị muốn sao? Sống trả nợ. Bé đứng dậy lấy cái ấy con. Lấy cái bao lành khác ha. Bao lành khác ha, đứt rồi. Cái này cũng được nè. Con xin ba cái bao khác ha. Bao sạch sạch chút. Lấy cơ cái lòng này luôn. Cơ ra khỏi đi con lấy. Chừng nào lấy quần thể thao thì lấy 5 cái quần bụm bụm con cu hả chị? 5 quần bụm bụm con cu. Ủa lấy cái quần đã sai đó cho ai vậy? Hơi xề đẹp lắm Như Lê. Hơi xề cho tôi. Bé bỏ cái vô rồi bé. Đây là đầm bẹt vai nha con. Cái giờ làm biến lên rồi mấy chị ơi. Không nghỉ đi mấy chị. Mai mình gặp nhau nha. Mai gặp nhau đi em chạy đi sửa. Em chạy đi làm móng tay một cái. Và chuẩn bị đi du lịch một cái. Mai mình gặp nhau đi. Chị nào khách cũ mà muốn dồn bill thì nhớ nhắn trong tin nhắn trong fanpage liền giùm em nha. Nhớ nhắn chậm một cái là không có ai giải quyết cho mấy chị đâu nha. À, thông báo vậy đó.